The Hall Arts dự án Hall Arts Hotel and Residence nằm ở trung tâm của khu nghệ thuật Dallas ở thành phố Dallas, bang Texas, là một cơ hội đầu tư EB-5 đáng quan tâm. Thành phố Dallas nằm ở phía bắc bang Texas và là vùng đô thị lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, chỉ sau New York, Los Angeles và Chicago. Dallas là một trong những khu vực đô thị phát triển nhanh nhất trong cả nước, dẫn đầu tất cả các thành phố của Hoa Kỳ về tốc độ tăng trưởng, việc làm. Sự thuận tiện trong việc đi lại khiến Dallas trở thành một điểm đến lý tưởng cho việc tái định cư của các công ty lớn. Toyota và Tesla hiện đang trong quá trình chuyển đổi trụ sở chính ở Bắc Mỹ của họ đến Dallas. Sân bay Fort Worth là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất trên thế giới. Hơn 21 công ty hàng đầu thuộc nhóm Fortune 500 hiện đang đặt trụ sở chính tại Dallas, bao gồm ExxonMobil, AT&T, Texas Instruments, American Airlines, Southwest Airlines và Yum! Brands. Dự án Hall Arts Hotel and Residence bao gồm 44 căn hộ hạng sang nằm trong một tòa nhà dân cư cực kỳ sang trọng, liền kề với khách sạn 5 sao Starwood 173 phòng đẳng cấp thế giới. Hall Arts sẽ có hơn 1.400 m² gồm các phòng tiệc dành cho không gian hội họp, sảnh tiếp khách và không gian nhà hàng. Khách sạn có các tiện nghi độc đáo bao gồm khu vườn đô thị, hồ bơi trên tầng thượng. Dự án tòa nhà, căn hộ và khách sạn là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn phát triển của toàn bộ công trình. Giai đoạn 1, tòa nhà văn phòng AAA đã kêu gọi thành công 65 triệu đô vốn EB-5 và hiện là trụ sở của một số công ty uy tín bao gồm cả KPMG. Dự án giai đoạn 2 Hall Arts Hotel and Residence có đội ngũ thiết kế đặc biệt được dẫn dắt bởi studio thiết kế nội thất quốc tế từng đoạt giải thưởng Emily Summers và kiến trúc sư chính Eddie Abeta từ công ty kiến trúc toàn cầu uy tín HKS đã thiết kế các dự án đặc biệt trên khắp thế giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe đội ngũ uy tín này nói về nguồn cảm hứng đằng sau dự án. Đây là một vị trí rất quan trọng đối với thành phố Dallas. Sự tinh tế của các chi tiết và cách thực hiện mà bạn tìm thấy trong hệ thống của chúng tôi, nó nổi tiếng trên toàn thế giới. Mỗi tầng đều được xây dựng với chất lượng vượt trội, mang những yếu tố thiết kế nghệ thuật và sang trọng được giám sát chặt chẽ nhất. Tòa nhà này thể hiện tính chất yên tĩnh và sự sang trọng tinh tế của quận Arts. Chúng tôi đang tạo ra một phong cách sống sang trọng nhất ở vị trí tốt nhất ở Dallas.